là quanh. Em đâu có lấy. Ờ đâu rồi. Lấy 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 không phải anh định á là cái thằng bạc này á là anh định mình quay mình tìm một chỗ nào cho đẹp đẹp mình quay đúng không anh giấu giấu đi mấy đứa này để lấy cái đồ của anh ra bây giờ bây giờ bây giờ á đúng rồi em cũng đẹp mà tò mò diễn viên tò mò mà ở đây bây giờ có ai thấy nút bạc bây giờ chưa cái nút bạc này nè cái nút bạc YouTube này nè tức là những ai mà mình làm kênh á mình làm kênh mà mình được 100.000 người đăng ký kênh xem đó thì YouTube sẽ cấp cho mình cái nút bạc đó cái nút bạc thì nó gọi là một cái mốc chuyển gọi là những người làm kênh là được nhiều người chú ý cái kênh của mình rồi có mình được nút bạc rồi á vỗ tay là cho các bạn xem cái nút bạc trong cái khung cảnh đẹp mà ai ngờ nó trớ rêu quá toàn là đồ ăn với thức uống lụm lại trơn mà đỡ ăn rồi tối nay hải sản chiến dịch cái lập thưởng tùm lum tối nay ăn bồn phải không bây giờ nha bây giờ anh cho các bạn coi nút bạc nha các bạn như thế nào nha nút bạc của kênh YouTube đây đây Làm cái bạc em trong này luôn à. Cái nút bạc. Ủa bạc cổ đó. Ờ nó làm sao để có cái nút bạc này anh? Em nói thiệt mà soi gương được luôn á. Mà nút bạc mà. Tại vì nút này á là những ai mà làm cái kênh mà đạt được 100.000 người đăng ký mới được cấp cho cái nút bạc này. Các bạn thấy không? Kênh mình thì cần có ghi tên của mình đây, phải không? Chứ không phải là một cái gì đó mà không có tên mình, không có tuổi mình trên đó. Đây được cấp. Đây tờ giấy đây. Tờ giấy này á. Tờ giấy này là của chính CEO của YouTube. Là ký cấp cho mình. Nè, rồi đúng rồi có. Mấy người ra đọc. Để anh dịch cái này bằng bạc hay là trời, bạc biết nói không biết tiếng Anh đâu mà dịch trời ơi. Ai giỏi tiếng Anh dịch dùng cái đi. Ai được nút bạc là thưởng được 2 tỷ đại mọi người ăn hải sản. Vui chứ. Các bạn khán giả của Kinh Quốc thân mến. Đây là các bạn diễn viên trong năm 2019 của Kinh Quốc trong phim mới thì vô tình cũng là dịp ra mắt nút bạc kênh. Chúng ta có thể chào khán giả của kênh Kinh Quốc nha. Xin chào các bạn. Ở đây các diễn viên đây sẽ tham gia một lúc 3 phim và những bộ phim này sẽ được phát sóng trên kênh Kinh Quốc trong dịp tháng hôm nay tháng mấy? Tháng 4 là bây giờ hôm nay là tháng 3. Những bộ phim của các bạn đây các bạn nhìn ra để những mặt diễn viên của chúng tôi thì sẽ được phát sóng vào tháng 5. Tháng 5 các bạn sẽ được xem những phim như Yêu Mẹ Kế. Yêu Mẹ Kế ai đóng? Đây các bạn ha, đây Yêu Mẹ Kế. Cái thứ hai nữa là phim một phim đề tài rất là hot trend trong thời điểm hiện nay, đó là Chủ tịch. Đây là ông Chủ tịch và cô gái đùa. Đây là phim nào ông Chủ tịch? Đâu anh nhìn đâu đó ông Chủ tịch thấy không? Còn phim thứ ba là một phim Lưu Tinh của ba tôi. Lưu Tinh của ba tôi. Đây, đây. Ba tôi đâu? Ba tôi đây. Ba tôi. Ở đây các bạn nhìn thấy các diễn viên đông nhỉ như một bạn. Không phải là tất cả đây đóng cùng một phim. Mà Giang đây là đóng ba phim trong cùng một lúc. Vì thế chúng tôi tập trung ở đây. Chứ các bạn đừng có nhầm lẫn là đây là diễn viên một phim nha. Đây là diễn viên ba phim là tôi ăn mừng trên các bạn. Rất là tự hào. Các bạn thấy không, thật sự mà nói á, ở đây rất là nhiều câu hỏi dành cho những người làm YouTube trên Facebook giống như học tưởng, giống như các bạn đây. Ví dụ các bạn muốn làm một kênh YouTube cho riêng mình rất là dễ, không gì khó trơn á. Các bạn chỉ cần đăng ký giống như kiểu đăng ký trên Facebook của mình đó, phải không? Thì tên mình sẽ được cấp. Nhưng cái kênh đó nó được cấp kiếm tiền hoặc được cấp người ta bắt đầu chú ý cho mình hoạt động được thì kênh đó bắt đầu khởi đầu phải được 1.000 người đăng ký. Kênh đó bắt buộc điều kiện là phải được 1.000 người đăng ký kênh nó mới hoạt động mới làm được. Còn kênh nó lèo tèo vài ba người hay là kênh nó không ai biết cũng không làm được, YouTube không cấp. Nhưng kênh này đã đạt được 100.000 người thì các bạn thấy không, làm cái ngày đầu Trung Quốc làm phim nó rất là cực. Vô cùng cực. Các bạn thấy các anh em đây ăn cơm á không, thì thật sự ăn cơm gì nhìn thấy cũng tương đối là
xuống đó đó cầm thưởng cũng được hai cái trứng, hai trứng bạn thưởng nhân lượng trứng đó, thấy không? Thấy không? Thấy không? Rất là cực đó, thật sự là bạn làm cực lắm, làm rất cực luôn á, chứ không phải là sướng đâu. Nhiều bạn xem phim, nhiều bạn comment cho kênh Trung Quốc á, các bạn thấy là ồ, kênh Trung Quốc sao mà trai xinh gái đẹp, mà đặc biệt là có cô gái, có cô gái gì đâu bốc lửa đồ đẹp đó. Nhưng các bạn biết không, các bạn thấy đi, các bạn ở đây đi, mồ hôi mồ kê dễ ngại luôn, các bạn thể hiện cái vai diễn của mình là vô cùng cực. Không phải là các bạn thấy chúng tôi đang ngồi ở đây rồi các bạn tưởng là sướng đâu, nhưng cảnh cực lắm, nếu các bạn xem cảnh hậu trường các bạn mới thấy. Cho nên nó vì thế á, để phục vụ cho diễn viên các bạn xem một cách gọi là miễn phí, các bạn cố gắng ủng hộ tinh thần, ủng hộ cho các bạn diễn viên cho kênh chúng tôi bằng cách các bạn có thể bình luận hoặc là comment hoặc là like hoặc chia sẻ những gì tích cực để ủng hộ tinh thần của chúng tôi. Chứ có nhiều bạn á không là chúng tôi xem những comment chúng tôi rất là buồn, những gì các bạn chửi nhiều bạn chửi mọi người thấy đẩy là chửi mọi người chửi tức là các bạn comment á, nhiều bạn chửi là cái gì trên có ghẻ các bạn chửi là trên con này ghẻ quá trời ơi vậy đó, mà thật sự nếu có ghẻ thì các bạn cũng nhẹ nhàng, các bạn nói làm cho các bạn diễn viên rất là ngại, phải không? Những bạn có ghẻ sẽ là những bạn có ghẻ thật là sẽ buồn, tại vì không chỉ được ghẻ. Rồi cái bước muốn mời các bạn ai nấy và sẽ không đóng nữa đó. Rồi chưa kể một số bạn comment còn nhiều khác nó rất là ghê gớm hơn, nó hơn cái có ghẻ. Bị thâm đó, cho nên có thể nói là các bạn hãy ủng hộ cho kênh của chúng tôi, phải không? Và để có nhiều nhiều những bộ phim mới nữa, các bạn ủng hộ tinh thần chúng tôi bằng cách là like và chia sẻ những phim bộ phim chúng tôi, và đồng thời có những comment. Nếu các bạn có thắc mắc gì đó, các bạn có thể comment trên cái phía cuối của bộ phim đó. Mỗi bộ phim khi phát ra phía cuối nó có cần một comment, các bạn comment. Ví dụ các bạn thích diễn viên này, thích diễn viên Trang Thu, thích diễn viên Vi Hảo, Xe Nguyễn, Epon hôm nay, thì các bạn có thể nói là đó, thì các bạn có thể comment hỏi đấy, anh Trung Quốc em thích phim anh bạn Epon đóng đi hoặc Vi Hảo đi, thì em đề nghị là phim sau của anh có các bạn đó nữa, chúng tôi sẽ rất ghi nhận cái ý kiến bạn, và chúng tôi mà chắc chắn là nếu các bạn thích diễn viên đó thì không lý do gì mà chúng tôi lại không chọn bạn diễn viên đó để phục vụ cho các bạn xem. Đây là vấn đề tế nhị thật sự là tế nhị luôn. Nhiều người tưởng làm phim kênh YouTube á rất là nhiều tiền, thậm chí các bạn còn nói hả là sống nhà lầu xe hơi rồi giàu lắm bạn kia hả, tụi tôi kiếm tiền tỷ quá trời luôn. Thật sự luôn á, thật sự đây là điều thật sự luôn. Nếu dễ như vậy, nếu thật sự dễ như vậy, dám chắc luôn là không phải một mình Kinh Quốc làm kênh, mà ngay cả Ngọc Tưởng, ngay cả Trúc, ngay cả các bạn đây cũng đua nhau làm kênh hả? Đó, các bạn nhận thấy không? Rõ ràng nếu thật sự kiếm tiền tỷ thì mắc mớ gì mà mình không làm. Nhưng tại sao lại có người làm, có người không? Thậm chí rất nhiều người làm nhưng không phải ai cũng thành công. Đây là cái mốc 100.000 người, như nói thiệt, không phải kênh nào cũng đạt được cái mốc 100.000 người. Cái này á, thật ra nó không phải là về mặt hiện kim á, thì không phải là cũng nghĩ là bạc. Cái này là nó có trời suốt gì không anh? Đồng bạc, nước bạc. Đây là nút bạc, cho nên cái bạc thôi. Nhưng mai mốt cái mục tiêu mình là gì? Các bạn khán giả của kênh Trung Quốc thân mến, để đạt được nút vàng, đây là nút bạc là 100.000 người, nhưng ai đặt nút vàng nó gấp 10 lần như vậy, có nghĩa là 10 cái nút bạc rồi. Các bạn thấy vậy không? Theo các bạn thì mình đã đổ mồ hôi cũng như là sôi nước mắt luôn, mình mới đặt được vậy rồi. Nhưng để đặt 10 cái như vậy, theo các bạn mình làm dễ. Bây giờ cái nút vàng á là mình sẽ gấp 10 lần nút bạc. Mình phải quyết tâm. Nhưng hiện tại thật ra mà nói á, hiện tại kênh mình đâu bao nhiêu, các bạn mở ra coi kênh mình đâu bao nhiêu sub rồi.
833.531 người đăng ký. Còn bao nhiêu nữa? Còn bao nhiêu? Trăm mấy rồi? 169 nữa. Ngay khi mình đạt rước vàng, Trung Quốc sẽ tổ chức một cái buổi ra mắt kênh. Nói thiệt, lẽ ra kênh Nước Bạc mình đã ra mắt rồi, nhưng bây giờ kênh mình đã gần tới rước vàng rồi. Nước vàng nhân dịp này sẽ ra mắt hoành tráng, coi như là một buổi họp báo ra mắt kênh Nước Vàng. Nhưng sắp tới không bây giờ nha, chưa bây giờ nha. Còn 160 mấy ngàn nữa. Nên sẽ là Nước Vàng. Lúc đó sẽ hoành tráng luôn. Tất cả các bạn diễn viên từ trước tới giờ của trong phim mình không sẽ tập hợp đầy đủ hết. Và đang hiện tại là cũng đang nghĩ tới một cái địa điểm để mà ra mắt chỗ đó rất là rộng lớn và hoành tráng, để các bạn có thể selfie, có thể chụp hình, có thể ra mắt rất là ngon lành luôn, phải không? Các bạn đồng ý không? Một lần nữa Trung Quốc xin cảm ơn các những người khán giả, những người đã theo suốt những cuộc hành trình của Trung Quốc từ lúc làm kênh những cái bộ phim tới giờ. Xin cảm ơn các bạn đã hết sức ủng hộ Trung Quốc, ngay cả những bạn chỉ trích hay là những bạn phê bình, Trung Quốc xin chân thành nhận cái ý đó và sẽ sửa chữa và sẽ ngày càng có những cái bộ phim chất lượng, hấp dẫn để phục vụ các bạn. Một lần nữa Trung Quốc xin cảm ơn các bạn và mong các bạn hãy đón nhận những bộ phim của chúng tôi sắp tới. Xin cảm ơn.